Xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh tìm kiếm đầu tư. Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại. Thành công không bao giờ bỏ cuộc, từ bỏ không bao giờ thành công. 7 cảnh giới cao nhất của thành công và chìa khóa mở cánh cửa thành công dành cho tất cả những ai lĩnh hội được trong video này. Kênh tìm kiếm đầu tư mời bạn cùng nghe để hiểu sâu hơn. Cuộc đời mỗi con người chỉ gói gọn trong vài chục năm ngắn ngủi. Ai cũng muốn tranh thủ từng giây, từng phút để sống thật thành công, viên mãn. Nhưng thế nào là thành công? Có phải quyền cao chức trọng, tài sản dồi dào là thành công? Hay gia đình đề huệ, con cháu đông đủ là thành công? Có 7 cảnh giới thành công cao nhất, bạn nghe xem bản thân mình đã đạt được điều gì rồi. 1. Ý chí kiên cường. Thành công là gì? Bản chất của thành công không đong đến trong lúc an vui hưởng lạc, nó được xây đắp từ những lúc khó khăn vất vả. Bởi cuộc đời này, suy cho cùng có thành cũng có bại, có hạnh phúc cũng có khổ đau, có thuận lợi an yên cũng có khổ buồn thử thách. Mà thông thường, hưởng vui thì dễ chứ vượt khổ nào có phải ai cũng làm được. Vì vậy, cảnh giới thành công trước tiên của một con người là ý chí kiên cường. Ý chí mạnh có thể rời non lấp bể, trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đều vững bước đi lên. Vượt qua một khó khăn là thành công thêm một bước, thành công với chính bản thân mình và thành công đối diện với đời. Có thể ngẫm thành công trong đời qua ẩn ý sâu xa trong chữ thắng để tìm thấy những quan điểm và ý nghĩa phong phú hơn. Tri thức là vô hạn, hiểu biết luôn là hữu hạn. 2. Tù khí sinh tài. Phật giáo cho rằng mỗi người đều có khí của riêng mình, tạo nên khí chất quyết định vận mệnh. Khí là nghiệp, nghiệp hình thành khí. Khí tốt, nghiệp lành ắt có tài. Tài ở đây đừng hiểu hẹp là tiền, tài chính là thành công. Khí tốt mang tới thành công. Người sống trên đời có thể tích tụ khí cho mình, ắt gặp lương duyên, thành được đại nghiệp. 3. Bao dung tiếp nhận. Cuộc sống này vốn sẽ xảy ra hàng tá chuyện bất ngờ. Tốt có xấu có, ai có thể chọn cho mình cả đời chỉ toàn may mắn, tốt lành. Làm người phải như dòng nước, lên cao được, xuống thấp được. Có thể thành thác mạnh, cũng chẳng ngại chảy chỗ chúng làm dòng suối nhỏ. Nói gần lại thì muốn làm doanh nhân thành công hãy thôi than thở, muốn làm người thành công phải biết chấp nhận thực tại. Bao dung đón nhận những điều số phận mang tới cho mình. Mọi chuyện đều có duyên cớ, nếu đã là mình, vui vẻ mà đối diện. Là thách thức hay cơ hội, là họa hay phúc, tới cuối cùng đều dựa vào thái độ và hành động của chính chúng ta mà thôi. Rộng lòng không oán giận, tự tin bình thản, có như vậy mới tránh được sân si, đạt đến thành tựu. 4. Lấy nhu thắng cương. Thế nào là thành công? Thành công phải chăng là trở thành người mạnh nhất? Không hề, trên còn có trời, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, dùng dũng vô mưu không có lợi lộc. Người biết nhu thủ thế, biết cương khẳng định mình, lấy ít địch nhiều, nương theo ưu thế của mình và yếu thế của đối phương mà tiến, mới là kẻ mạnh chân chính. 5. Co được giãn được. Thế gian này không vì mình mà thay đổi, chỉ có mình vì thế gian mà đổi thay. Cảnh giới của thành công chính là biến hóa linh hoạt, chịu được khổ ải, biết hưởng hoan lạc, trong hoàn cảnh nào cũng vững vàng, tâm không đổi, chí không sờn. Như cây tùng cây bách ngẩng cao đón gió, nhưng cũng nhẹ nhàng cúi đầu lúc giông bão. Con người chỉ cứng không mềm dễ bị bẻ gãy, chỉ mềm không cứng dễ bị khinh khi. Làm người co được, giãn được, lúc cứng, lúc mềm ắt sẽ không thua thiệt. Người học được điều này không chỉ dũng mà còn nhẫn, không những nhẫn mà còn an. Lòng an mọi sự đều thông. 6. Nuôi dưỡng thiên hạ. Tấm lòng lương thiện, không tranh với đời, tự có phúc báo. Người sống mà làm điều tốt, nuôi dưỡng thiên hạ không cần phúc báo, thì thiện nghiệp đời đời. Thành công này không đo bằng tiền tài vật chất, bằng những thứ hữu hình, mà tích thành nghiệp truyền từ đời này sang đời khác. Người có nghiệp thiện, sống hết kiếp này vẫn còn lưu danh, sang đến kiếp sau vẫn được hưởng phúc. Như vậy, chẳng phải thành công thì là gì, chẳng phải làm một đời hưởng muôn đời thì là gì. Suy nghĩ thôi chưa đủ, cần tích cực hành động. 7. Công thành thân thoái. Thế nào là thành công trọn vẹn? Thành công rồi thì thoái lui,
chọn cho mình cái kết viên mãn. Đua tranh với đời tới cuối cùng chỉ là vòng luẩn quẩn, buông tay đúng lúc, tự tìm thấy an yên. Người thành công là người, khi đã đạt được hết mọi thứ thì sẽ buông bỏ hết mọi thứ. Sống trên đời không dễ, sống thành công càng khó. Bảy cảnh giới cao nhất về thành công ở đây là đôi chút ý tưởng để chúng ta cùng suy ngẫm. Người muốn thành, không thể ngại khổ trong quá trình trưởng thành và sinh tồn. Con người chắc chắn không thể không đổ mồ hôi công sức, thậm chí là máu. Thuận lẽ tự nhiên, biết hướng đường đúng, tự khắc không hoang mang. 10 chìa khóa giúp mở toang cánh cửa thành công cho bạn. Thành công chỉ đến với những ai biết tìm ra con đường của riêng mình, kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc chăm chỉ, thận trọng và luôn lạc quan, tin tưởng vào chính mình. 1. Tìm ra con đường của riêng mình. Đừng tin mọi điều nếu bạn chỉ nghe về nó, được lan truyền từ người khác, đọc trong sách vở, sự áp đặt của người lớn tuổi hơn mình. Hãy học cách quan sát, phân tích, lựa chọn và theo đuổi những điều phù hợp với khả năng của bản thân, để phục vụ lợi ích chính mình và mọi người xung quanh. Tìm được công việc phù hợp, làm điều mình thích theo cách riêng, cũng chính là khám phá niềm đam mê của bản thân, mục đích của cuộc sống, đồng thời cũng là bí quyết thành công. Không có lý tưởng sống bạn sẽ lạc lối, mất phương hướng. Hãy dành thời gian suy nghĩ về những điều bạn cần thay đổi để đạt được nhiều thành công hơn nữa. 2. Kiên trì. Có hai lỗi lầm khiến chúng ta không tìm thấy chân lý. Một là không thử tất cả các cách, hai là chưa bắt đầu. Lý tưởng sống là một phần con người bạn, quyết định tới niềm hạnh phúc hay đam mê trong suốt cuộc đời. Thành công không chỉ dựa vào tiền bạc hay sự công nhận của người khác. Nó còn là sự thỏa mãn và hạnh phúc khi đạt được điều mình mong muốn. 3. Tiến từng bước nhỏ về phía mục tiêu. Tích tiểu thành đại, làm từ việc giản đơn tới phức tạp. Tiến từng bước nhỏ nhưng vững chắc về phía mục tiêu thì lo gì không gặt hái trái ngon, quả ngọt. Nóng vội luôn là kẻ thù của thành công, dục tốc bất đạt, thà đi chậm mà chắc, còn hơn là nhanh nhẩu mà đoản, thất bại thảm hại. 4. Làm việc chăm chỉ. Lười biếng là lối sống của kẻ ngu ngốc, là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết về cả thể xác lẫn tâm hồn. Còn siêng năng là một cách sống của người thông minh, đầy hoài bão cho tương lai. Một điều chắc chắn là thành công không tìm đến khi bạn chỉ ngồi một chỗ, không chịu động não, động chân tay. Tin tưởng vào bản thân và làm việc thật chăm chỉ, có định hướng rõ ràng, tất thành công sẽ tới. Khi biến giấc mơ thành hiện thực, bạn sẽ thấy điều mình đạt được xứng đáng với những gì đã bỏ ra. 5. Lạc quan. Suy nghĩ hình thành tính cách tạo nên số phận. Khi tâm ta thanh tịnh, niềm vui như một cái bóng không bao giờ rời xa bạn. Suy nghĩ tích cực, luôn hướng về phía trước, giúp bạn nhanh chóng tìm ra cách để giải quyết các vấn đề khó khăn. Hơn là không tin tưởng vào bản thân, lúc nào cũng tỏ vẻ buồn bã, u sầu. Thành công cũng vậy. Bạn chỉ thành công khi tin tưởng mình có thể làm được. Ghi nhớ thất bại, dám nhận và sửa sai, không so sánh mình với người khác, cũng là một trong những bí quyết giúp bạn sớm chạm tay vào thành công hơn. 6. Ghi nhớ những thất bại. Đừng dừng lại ở quá khứ. Đừng mơ tưởng quá nhiều về tương lai. Hãy tập trung vào hiện tại. Ghi nhớ thất bại, dành thời gian quay lại để xem những thành công bạn đã đạt được, những thất bại bạn vấp phải. Thất bại giúp bạn trưởng thành và chín chắn hơn. Thành công là kết quả của sự nỗ lực, dám nghĩ, dám làm, dám nhận và sửa chữa sai lầm. Vì thế, đừng vội nản khi vừa mới vấp ngã. Hãy tiếp tục làm việc tập trung, linh hoạt khi chuyển sang các bước tiếp theo. Đích đến đang ở ngay phía trước. 7. Đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Đừng đánh giá quá cao những gì mình nhận được, cũng như đừng ghen tị với thành công của người khác. Người hay ghen tị, tâm chẳng được an, nên khó mà có một cuộc sống vui vẻ, an nhàn. So sánh mình với người khác sẽ khiến bạn cảm thấy thua thiệt, lo lắng, ghen tị và không tin tưởng vào bản thân. Bạn hãy nhớ rằng, bạn càng vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, thì thành công càng dễ tìm đến bạn bấy nhiêu. 8. Chọn bạn để chơi. Một người bạn giả dối còn đáng sợ hơn cả bầy thú hoang. Thú dữ chỉ làm bạn bị thương về thể xác, còn người bạn giả dối thì làm bạn tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Giàu vì bạn, sang vì vợ, hãy lựa chọn và kết bạn với những người đáng tin cậy, họ là bạn đồng hành.
người trợ giúp đắc lực cho cuộc sống và những thành công kế tiếp của bạn. 9. Cân bằng cuộc sống. Nến không thể cháy khi thiếu lửa, con người cũng không thể sống nếu thiếu đời sống tinh thần. Thành công không phải là dành toàn bộ thời gian cho công việc. Ngược lại, bạn cũng nên nghỉ ngơi, thư giãn, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Cân bằng mọi mặt trong cuộc sống không chỉ giúp bạn giảm mệt mỏi, căng thẳng mà còn tăng khả năng thành công. Bởi lẽ, khi có sức khỏe tốt, bạn yên tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp, làm việc năng suất và hiệu quả hơn. Từ đó thành công cũng tới một cách dễ dàng hơn. 10. Thành công giống như một chuyến đi. Kết quả cuối cùng tuy rất quan trọng, nhưng cả quá trình phấn đấu còn quan trọng gấp bội phần. Bạn nên tận hưởng quá trình đi đến thành công hơn là kết quả đạt được. Trên con đường dẫn tới thành công, bạn sẽ trải qua mọi cung bậc của cảm xúc, lo lắng, thất vọng, sợ hãi, vui vẻ, hạnh phúc. Nó là minh chứng nhắc nhở bạn về sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Thành công thật sự sẽ khiến bạn cảm thấy tự do, thoải mái và thỏa mãn. Kênh Tìm Kiếm Đầu Tư chúc bạn thành công. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của kênh Tìm Kiếm Đầu Tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.